Đây là nếp 4625 đây bà con. Nếp này sử dụng phân sinh học hiệu con lười. Mình sử dụng phân sinh học hiệu con lười này hôm nay nữa là vụ thứ 6 à. Nói chung là mình làm vụ nào mình cảm thấy từ lúc mình sử dụng phân sinh học hiệu con lười này mình làm mình thấy nó đạt. Ba vụ đều đạt, nó sẽ xích giống nhau luôn. Thì nó sử dụng phân sinh học hiệu con lười nó có nhiều cái lợi thế như là nó hạn chế sâu bệnh rất là nhiều so với cái phân khác. Mà cái bà con coi nè, cái rễ của nó sâu lắm á. Tại hồi nãy mình có nhổ cái bụi lên mình này, thử nè. Nó cái bụi lúa nhìn thấy nó ôm một đống đất không, nó ra rễ trắng phiếu. Nói chung là mình sử dụng phân sinh học hiệu con lười này, cái bộ rễ nó dài hơn so với mình sử dụng phân khác. Hồi xưa mình sử dụng phân khác thì rễ nó không có dài giống gì. Thì sử dụng phân sinh học hiệu con lười á, thì nó hạn chế được đổ ngã, sâu bệnh. Nói chung là mình cảm thấy rất là đạt. Nếu bà con nào mà chưa có dùng thì mình nên dùng thử đi để mình tăng cái năng sức và mình giảm cái chi phí. Đây là cách hiệu quả nhất các bạn. Rồi chào bà con.